Xin chào các bạn. Theo thống kê thì Việt Nam chúng ta đó, cứ mỗi một năm có khoảng là 200.000 người chúng ta mất liên quan tới cái bệnh về tim mạch. Vậy thì đó, nếu mà chúng ta bị lên cơn đau tim khi mà chúng ta ở nhà có một mình thì các bạn sẽ phải làm gì để có thể làm tăng cái tỷ lệ sống sót của các bạn? Thì đau tim á, nó là một cái tình huống mà cái tim của chúng ta, cái máu của chúng ta các bạn, nó vì một cái lý do nào đó mà nó không về được tim. Thông thường là do các cái mạch máu của chúng ta nó bị tắc nghẽn lại ở ngay cái chỗ mà nó về tim các bạn. Và do vậy đó, hoặc là nó về có một phần thôi, nó không có, tức là nó chỉ qua có một phần thôi, hoặc là nó bị nghẽn. Và do vậy đó mà cơ tim của chúng ta đó, nó không có nhận đủ cái oxy các bạn. Và do vậy mà từ từ nó làm cho cái cơ tim của chúng ta nó chết đi. Nó khác với đột quỵ hơn các bạn. Đột quỵ là thông thường nó liên quan tới não của chúng ta. Thì những cái người nào đó có nguy cơ chúng ta bị lên cơn đau tim, thì thứ nhất đó là những cái người mà bắt đầu là càng lớn tuổi chúng ta càng cái nguy cơ chúng ta càng cao nha các bạn. Ở nam thì bắt đầu từ 45 tuổi trở lên, còn nữ đó thì là bắt đầu từ 55 tuổi trở lên. Những cái người mà chúng ta hút thuốc nè các bạn, hút thuốc nè, bị cao huyết áp nè các bạn, bị mỡ máu cao nè, các bạn bị tiểu đường nè, các bạn bị béo phì nè, các bạn bị stress nè, hoặc là những người chúng ta bị gen. Hoặc là những cái người mà chúng ta có một cái bệnh nó có tên là autoimmune disease các bạn, tức là những cái bệnh mà cái liên quan tới cái hệ miễn dịch của chúng ta, tức là cái hệ miễn dịch của chúng ta đó nó không có nhận biết được địch với ta các bạn ha, tức là nó không biết được nhận biết được là cái nào xấu cái nào tốt, và cứ mỗi một cái gì đó mà nó kích hoạt cái hệ miễn dịch đó thì cái hệ miễn dịch nó lại tấn công hết các bộ phận cơ thể của chúng ta các bạn, thì cái đó gọi là autoimmune disease. Thì những cái người này đó bị bệnh này đó thì cũng có một cái nguy cơ là chúng ta bị đau tim nó cao hơn những cái người khác nha các bạn. Ngoài ra thì các bạn cũng những cái người mà chúng ta ít vận động đó, tức là chúng ta thường chúng ta ít di chuyển, ít vận động, chúng ta ngồi một chỗ nhiều đó, thì chúng ta cũng có nguy cơ bị đau tim đó, lên cơn đau tim nhiều hơn những cái người bình thường khác các bạn. Vậy thì cái triệu chứng nó như thế nào? Thì nó cũng nhiều loại triệu chứng lắm các bạn. Thông thường nhất là chúng ta sẽ bị, các bạn sẽ cảm thấy đau thắt ở ngực các bạn, đau thắt khó chịu ở ngực. Hoặc là các bạn, hoặc rồi sau đó nó có thể lan ra ở cánh tay các bạn, rồi cái lưng, rồi hàm, rồi cổ vân vân, các bạn nó lan hết một cái vùng ở đây các bạn. Rồi các bạn có thể cảm thấy bị nghẹt, các bạn có thể bị ra mồ hôi, hoặc là các bạn cảm thấy buồn nôn, hoặc là chúng ta cái hơi thở của chúng ta nó ngắn lại, hoặc là chúng ta bị hụt hơi các bạn. Nếu mà ở nữ đó thì các bạn có thể thêm một cái tình trạng là các bạn cảm thấy như là buồn nôn, các bạn cảm thấy mệt mỏi, hoặc là các bạn cảm thấy khó tiêu các bạn. Tuy nhiên đó thì một số người đó chúng ta đó lại không có cảm nhận được một cái gì hết các bạn. Khoảng chừng 15% các bạn, khoảng chừng 15% là bệnh nhân là chúng ta sẽ không cảm nhận được những cái triệu chứng này. Là tại vì đó là hầu hết là những người bị tiểu đường các bạn, là tại vì đó có lẽ là do một số các dây thần kinh các bạn là nó bị chết đi. Thì các bạn khi mà các bạn lên cơn đau tim á, mà các bạn ở nhà có một mình thôi, thì các bạn phải làm cái gì để mà chúng ta có thể sống sót được qua một cái cơn đau tim, hoặc là chúng ta có thể làm tăng cái tỷ lệ sống sót của chúng ta lên? Thì cái việc đầu tiên á, mà các bạn bị đó, khi các bạn có xuất hiện những cái triệu chứng như vậy đó, thì các bạn việc đầu tiên là các bạn phải bình tĩnh trước nha các bạn, chứ chúng ta đừng có hoảng loạn. Tại vì khi mà chúng ta hoảng loạn lên đó, chúng ta sẽ không có giải quyết được cái vấn đề gì hết. Sau khi các bạn bình tĩnh xong đó, các bạn bình tĩnh thì ngay lập tức đó là các bạn, cái bước thứ hai đó là các bạn phải liên hệ các bạn, tức là phải liên hệ với, tức là chúng ta phải liên hệ để yêu cầu một cái sự giúp đỡ các bạn. Tại vì đó khi mà các bạn bị lên cơn đau tim đó, là cái việc mà chúng ta tiếp xúc, cái thời gian mà chúng ta tiếp xúc được với cái điều kiện y tế đó, cấp cứu đó, càng sớm đó thì cái tỷ lệ sống sót của chúng ta nó càng cao các bạn. Thì các bạn có thể yêu cầu, tức là chúng ta có thể yêu cầu sự giúp đỡ từ những cái người hàng xóm các bạn, hàng xóm hoặc là người thân của chúng ta, hoặc là bạn bè, hoặc là các bạn có thể gọi cấp cứu không các bạn. Thì tùy thôi, nhưng mà tại vì mục đích cuối cùng của chúng ta vẫn là phải gọi cấp cứu nha các bạn. Thí dụ như những người thân đó, hoặc là những cái người hàng xóm gì đó tới giúp chúng ta đó, thì họ cũng phải gọi cấp cứu nha các bạn. Tại vì đó, cái cấp cứu như mình đã nói rồi, cái thời gian cấp cứu rất là quan trọng, thì càng sớm là càng tốt. Rồi khi mà các bạn ở nhà có một mình như vậy đó, khi mà các bạn liên hệ được cái sự giúp đỡ xong đó, thì các bạn, cái việc kế tiếp các bạn cần phải làm là các bạn phải mở cái khóa cửa ra nha các bạn, hoặc là chúng ta để mở cửa ra. Còn nếu không thì chúng ta đừng có khóa cửa nha các bạn. Tại vì thông thường khi chúng ta ở nhà một mình, chúng ta khóa cửa ở trong các bạn. Thì như vậy đó, khi mà những cái người ta tới giúp, giúp không được các bạn. Có muốn giúp cũng giúp. Nếu mà các bạn nào mà chúng ta, tức là hàng xóm ta có tới mà, hoặc là y tế tới, người ta muốn giúp các bạn, người ta cũng rất là khó các bạn. Phải phá cửa mới vô được. Thì các bạn nhớ không, các bạn ta mở cửa ra, hoặc là chúng ta mở cái khóa ra, đừng có khóa cái cửa đó. Sau khi các bạn
mở cái khóa cửa đó ra rồi đó, tức là sau khi chúng ta để cửa mở hoặc chúng ta đó mở khóa cái cửa đó, đừng có khóa cửa đó, thì các bạn cái bước kế tiếp này cũng là quan trọng nữa các bạn, tức là cái bước thứ tư đó là chúng ta phải uống thuốc aspirin các bạn. Thì cái liều dùng của nó khoảng là từ 300 các bạn, 300 mg hoặc là tối đa là 325 mg. Nếu mà các bạn có cái loại thuốc baby aspirin đó, tức là cái loại thuốc mà nó dành, tức là aspirin mà nhẹ đó các bạn, thì thông thường cái liều nó nhẹ lắm, tại một viên của nó thông thường cái liều của nó là từ 75 cho 81 mg, thì các bạn có thể là dùng tối đa 4 viên nha các bạn. Tại vì nếu mà 81 mg thì tối đa 4 viên là 325, tức là tối đa chúng ta dùng là 325 mg. Thì khi các bạn dùng thuốc aspirin đó, các bạn nhớ chúng ta nhai ra nha các bạn, chúng ta đừng có nuốt nha, các bạn nhai ra. Tại vì khi mà các bạn nhai nát nó ra đó, từ từ các bạn nhai từ từ nó nhát ra, nó nát ra đó, thì cơ thể của chúng ta nó sẽ hấp thu cái aspirin nhanh hơn, tức là cái aspirin nó chuyển vô trong máu nhanh hơn. Thì khi mà cái aspirin nó chuyển vô trong máu nhanh hơn chúng ta đó, thì lúc này đó nó sẽ giúp, tại vì cái aspirin nó giúp cho cái máu của chúng ta nó mỏng đi các bạn, tức là nó ngăn cho cái cục máu đông của chúng ta, cái cục máu đông mà nó chèn cái chỗ mạch máu của chúng ta nó về tim đó, nó lớn ra, và từ đó mà cơ hội, tức là cơ thể của chúng ta nó có cái cơ hội để mà nó phân tách các cục máu đông ra, và do vậy mà cái máu của chúng ta nó có thể nó về tim được. Thì đó các bạn nên dùng cái aspirin này đó là trong vòng 30 phút kể từ khi mà cái triệu chứng, tốt nhất là các bạn dùng aspirin là trong vòng 30 phút kể từ khi bắt đầu xuất hiện cái triệu chứng đó nha các bạn. Thì khi mà các bạn, nếu mà các bạn muốn uống nước đó, thì các bạn chỉ dùng một ít nước thôi nha các bạn, đừng có uống nhiều nha, tức chỉ uống vừa đủ để mà chúng ta nuốt cái thuốc đó thôi, để chúng ta tránh làm gây cái áp lực lên tim của chúng ta. Thì những cái người nào chúng ta không nên dùng aspirin là những cái người là dưới 16 tuổi nha các bạn, dùng aspirin nó không được dùng nha. Tức là không dùng aspirin cho những người dưới 16 tuổi. Nếu các bạn dưới 16 tuổi chúng ta không dùng. Hoặc là những cái người nào chúng ta bị dị ứng với aspirin nha. Thì nếu mà chúng ta uống vô chúng ta còn tiêu càng nhanh nữa các bạn. Hoặc là những cái người nào chúng ta đang dùng các loại thuốc mà bác sĩ chỉ định là không dùng chung với aspirin thì chúng ta không được dùng nha các bạn. Thí dụ như các bạn đang uống loại thuốc A mà bác sĩ nói là chúng ta không dùng chung cái loại thuốc này với aspirin, thì trong trường hợp này đó thì các bạn không dùng aspirin nha các bạn. Nếu mà các bạn nào chúng ta đang dùng các loại thuốc mà nó chống đau thắt ngực đó các bạn, tức là cái dòng thuốc thông thường nhất, cái dòng thuốc nó có tên là nitroglycerin đó. Thì cái dòng thuốc này đó, mục đích của nó làm cho mạch máu của chúng ta nó giãn ra các bạn, thì các bạn dùng cái loại thuốc này. Nếu các bạn đang dùng cái loại thuốc này thì các bạn nên uống cái loại thuốc này để mà nó làm giãn cái mạch máu của chúng ta, và do vậy mà nó làm cho cái máu của chúng ta nó có thể về tim được. Sau khi các bạn uống cái thuốc aspirin đó, hoặc là cái thuốc mà nitroglycerin này vô đó xong đó, thì các bạn nên phải kiếm một cái chỗ nào đó chúng ta nghỉ ngơi nha các bạn. Chúng ta ngồi xuống hoặc chúng ta nằm, tùy theo các bạn nào cảm thấy là chúng ta thoải mái, cái tư thế nào chúng ta thoải mái thì chúng ta làm thôi. Nhưng mà khi các bạn ngồi đó, đặc biệt là khi các bạn ngồi đó, thì các bạn phải kiếm một cái gì đó, các bạn dựa lưng lại nha các bạn, rồi hai chân các bạn co lên, rồi sau đó tốt nhất là các bạn có thêm một cái gối để chúng ta để giữa, để nâng cái hai chân chúng ta lên nha các bạn. Ta ngồi co đầu gối đó các bạn, ta dựa vào lưng vào tường hoặc là vào cái gì đó. Rồi thì khi mà các bạn ngồi hoặc nằm như vậy đó, thì chúng ta kiếm được cái chỗ nào mà nó càng có thoáng, các bạn thoáng đãng, có nhiều cái oxy càng tốt, hoặc là cái nơi mà nó, tức là cái người mà người ta tới giúp các bạn đó, càng dễ kiếm càng tốt hơn các bạn. Tại vì mình nói rồi, cái thời gian mà chúng ta kiếm được các bạn, hoặc là cái thời gian mà cấp cứu đó được càng sớm đó, thì chúng ta cái tỷ lệ sống sót của chúng ta càng cao. Cái bước thứ 6 mà các bạn cần phải làm đó là khi các bạn ngồi hoặc các bạn nghỉ ngơi đó, các bạn nằm rồi đó, thì các bạn phải hít thở nha các bạn. Các bạn vẫn ta phải hít thở từ từ, các bạn hít thở sâu từ từ ha. Hít sâu thở ra từ từ các bạn ha. Để mục đích là chúng ta không có gây áp lực lên tim, và đồng thời chúng ta cung cấp thêm cái oxy cho tim, cho máu và cho tim của chúng ta. Và cái cuối cùng là đặc biệt là chúng ta không có nên ăn hay uống cái gì trong quá trình mà chúng ta chờ cấp cứu nha các bạn. Tại vì sao? Tại vì những cái việc mà mình làm đó, tức là các bạn phải làm sao mà chúng ta làm những cái việc mà nó tránh gây cái áp lực lên tim của chúng ta nha các bạn, để mà chúng ta chờ cái cấp cứu tới nha các bạn. Thì đây là những cái thông tin mà mình muốn chia sẻ cho các bạn, là làm sao chúng ta có thể gia tăng được cái tỷ lệ sống sót khi mà chúng ta bị lên cơn đau tim, khi mà ở nhà có một mình thôi. Tại vì ngày nay mình thấy là rất là nhiều người lớn chúng ta ở nhà đó, buổi nguyên một ngày các bạn ở nhà chỉ có một mình thôi, con cháu đi làm hết. Và nếu như các bạn chưa xem cái video của mình đó về cái dấu hiệu ở tai, một cái dấu hiệu ở tai để cho biết, để có thể báo hiệu được chính xác lên đến 95% là các bạn có bị nhồi máu cơ tim hay không, mình sẽ để cái link bên dưới để cho các bạn theo dõi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp các bạn trong các video tiếp theo.